Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Qua một tháng triển khai chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý trên 290.000 trường hợp vi phạm, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2022, số tiền phạt tăng 74,6%. Trong đó, số người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm nồng độ cồn trên 75.000 trường hợp. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, qua một tháng triển khai chỉ thị số 10 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tập trung tham mưu cho lãnh đạo Bộ, chỉ đạo công an các địa phương triển khai có hiệu quả việc tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và container trên toàn quốc. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thanh tra Bộ, chỉ đạo thanh tra các sở giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa, cảng, bến, ga, mỏ vật liệu, kho hàng, nhà máy. Thời gian thực hiện một tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023. Bên cạnh đó, để bảo vệ kết cấu hạ tầng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường thanh tra kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm luật giao thông trường bộ trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Triệu Sơn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông gia tăng. Để chấn trình tình trạng này, Công an huyện Triệu Sơn đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vào các khung giờ cao điểm buổi sáng tan tầm và các buổi chiều trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện triệu sơn có khá nhiều thanh thiếu niên học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ như không đội mũ bảo hiểm chờ quá số người quy định vượt đèn đỏ thậm chí có những trường hợp chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy tham gia giao thông đến trường đây là thực trạng đáng báo động về việc vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông thời gian qua của một bộ phận giới trẻ về nhận thức và hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông qua kiểm tra có khá nhiều em trao mũ trên xe nhưng không đội hay sẵn sàng bỏ chạy khi thấy phía trước có lực lượng chức năng. Đối với các trường hợp này, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện triệu sơn kiên quyết xử lý nghiêm và ghi lại biển số để tiến hành phạt nguội nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các em. Chúng tôi đã tăng cường các biện pháp cũng như là các kế hoạch tuần tra kiểm soát tập trung xử lý các đối với số thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn. Đối với những trường hợp mà vi phạm thì chúng tôi sẽ tạm giữ phương tiện, đưa xe về trụ sở và mời phụ huynh lên để phối hợp với lệ công an huyện làm việc cũng như là xử lý và phối hợp với lệ nhà trường gửi thông báo để có những cái biện pháp xử lý tại nhà trường đối với số thanh thiếu niên học sinh vi phạm. Thực tế cho thấy thời gian vừa qua, các nhà trường trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền ngoại khóa về kiến thức pháp luật an toàn giao thông cho các em học sinh. Tuy nhiên, hiệu quả không cao. Tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ của các em học sinh vẫn chiếm số lượng lớn. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình cho việc giáo dục con cái vẫn chưa thực sự được quan tâm. Vì vậy dẫn đến việc nhiều gia đình vẫn giao xe máy cho con em đến trường khi chưa đủ tuổi. Đây cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp xử lý cũng như kế hoạch tuần tra kiểm soát tập trung các giờ cao điểm cũng như là các giờ tan tầm của học sinh, thiếu niên và đặc biệt là các cái tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông cũng như là tiềm ẩn gây tai nạn giao thông để tránh cái nguy cơ gây tai nạn giao thông và mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Để xây dựng một môi trường giao thông văn minh an toàn, bên cạnh công tác tuần tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông của các ngành chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và nhà trường trong giáo dục con em học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, kiên quyết không giao xe cho con em điều khiển khi chưa có giấy phép lái xe, góp phần hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.